Rồi, xin kính chào cô chú anh chị nha. Hôm nay em sẽ ghé gian hàng trái cây của anh Hot Boy. Hot Boy Đồng Nai. Đó, anh là một cái giám đốc công ty luôn. Mà anh nghỉ chức giám đốc luôn. À. Rồi để về làm trái cây, bỏ công ty luôn hả? Hả? Bỏ công ty luôn hả? Nghỉ luôn hả? Từ một chức phó giám đốc một công ty mà anh phải bỏ luôn về theo vợ ra chợ ngồi bán trái cây qua. Wow, ổi ngon kìa. Sống lột cái bao đó luôn cho đẹp. À, giao cho mối hả? À, nghỉ luôn, nghỉ công ty luôn. Bán nè trái Uma nè. Đã quá hả? Dâu. Rồi cô chú anh chị mình thấy nè, anh bán tàn là toàn là những trái cây ngon nè, ổi nè, dâu nè. Có ba món vậy thôi hả? Mưa không có hàng, lấy hàng. À, mưa không có hàng. Mưa trái cây thái không được. Làm lương tháng mấy chục luôn á chứ không ít đâu. Mà phải bỏ luôn về bán trái cây. Phải nói là một phó giám đốc nha cô chú anh chị, mà và phó giám đốc một công ty mà phải bỏ cái chức giám đốc mà về phải ra ngồi bán trái cây vậy nè. Và về phụ vợ. Vợ thì bán bánh bèo, bánh bột lọc. Anh ra anh bán trái cây. Bán được lâu chưa? Lâu rồi hả? Wow. 2-3 tháng rồi hả? Trời. Không, nghỉ lúc 30/4. À, 30/4 tới giờ, nghỉ 30/4 tới giờ luôn á. Nghỉ vậy mình có được lãnh tiền hưu được không? Có rồi, anh có thất nghiệp luôn. À, có hả? Phải nói là anh nghỉ. Bỏ chức giám đốc luôn. Mà về ra phụ vợ bán trái cây. Bán cả ngày luôn. Ổi là nhiêu ký? Ổi ruby không hạt 40. Cái này dâu ha? Dâu này là dâu gì ta? À, nhiêu ký? 30. Rồi cái này là người ta kêu trái Uma đúng không? Trái hột gà hả? Nhiêu ký? 20. 20.000 ký hột gà. Có nhiều người ta nói trái Uma. À, còn đây là dâu 30.000, ổi ruby 40.000. À, do hôm nay mưa quá lấy nhiều đây thôi, mấy bữa là thêm trái gì nữa? Chôm chôm xoài. À, chôm chôm xoài cốc. À, cái này là mình lựa ra mình giao cho mối đó hả? À, má mối người ta dặn. Chỗ này nó ngao lắm. À, ổi nó lên giá hả? Đó, chị tới chị mua nè đó. Ruby. À, thấy ngon cực kỳ luôn. Giám đốc nha cô chú anh chị, mà phải bỏ cái chức vụ phó giám đốc để về ra chợ ngồi bán trái cây về đây. Phải nói là nó 2-3 loại ổi lần ha. Ổi ruby không hạt, còn ổi trân châu có hạt. Này cái trái nó không có hạt nè cô chú anh chị. Dạ, nó không có hạt luôn nè. Là cái này là không có hạt, ổi này là ổi ruby không hạt. Còn bên này là ổi trân châu. Ổi trân châu là loại này là có hạt nè. Thấy không? Dạ, ký 40.000. Này có 28.000.
vô luôn, thí dụ đó 1 ký rồi bỏ 1 ký nữa. À, nhà có điều kiện mà. Nhà có điều kiện phải chơi 2-3 bịch luôn. Ngon. Ngon quá trời ngon. Ở Ruby, ở Trân Châu. À, dâu. À, trái hột gà. Một giám đốc, phó giám đốc công ty nghỉ ra bán trái cây. Không biết là lý do anh buồn về cái vụ gì. 69 à, làm à, phó giám đốc là lương 20 triệu gì tháng á, mà về bán trái cây về sao đủ sống trời. Tiếc quá hả cô, từ phó giám đốc đúng không cô? À, từ phó giám đốc mà về ra bán trái cây đúng không? Dạ, về phụ vợ bán trái cây, cô tiếc không? Dạ, bây giờ nếu con phó giám đốc con không nghỉ đâu. Dạ, con sẽ 3 đứa là hả? Dạ, dạ. Trên thì ô tô, dưới thì cano. Mà bây giờ về phải ngồi về bán trái cây. Vợ phụ về phụ vợ. À, làm giám đốc thì phó giám đốc thì tới tháng mới lĩnh lương, còn buôn bán về nó có tiền mặt mỗi ngày nên xoay sở mỗi ngày được, rất tuyệt. Trái cây ngon ghê. Này mình bán là tới tối luôn ha, tới chiều luôn. 8 giờ. À, cái này là sáng mình đi lấy hả? À, miền tây nó giao lên. À, nó gửi xe ra tới, mình ra tới đầu đường quốc lộ này mình lấy. Quá ngon, cô chú anh chị mình xem video thấy trái cây ngon thì like và chia sẻ cho em nha. Nhấn chuông ủng hộ em. Thì video này đến đây thì em cũng xin tạm dừng. Hẹn cô chú anh chị mình ở những video tiếp theo. Cô chú anh chị mình nhớ ủng hộ anh phó giám đốc nha. Nghỉ về bán trái cây phụ vợ. Rồi xin chào. À, cô chú anh chị nha, hẹn cô chú anh chị mình ở những video tiếp theo ạ.